Giáng sinh này, bé ước quà gì? Hàng triệu điều ước của trẻ em trên khắp thế giới đã được gửi đến ông già Noel. Ước mơ của con là có một chiếc túi đựng cả thế giới thu nhỏ. Con ước có một chiếc tàu lửa. Con ước có một ngôi nhà búp bê thật to. À, Giáng sinh này con muốn có thật nhiều siêu xe để đưa thức đổ ba con. Mình đang suy nghĩ không biết là nên lựa chọn một món đồ chơi nào có thể giúp bé phát triển toàn diện về trí não ngay từ bây giờ nữa. Hoang mang quá. Tại xưởng đồ chơi của mình, ông già Noel và Snow bé bỏng đã chuẩn bị điều ước đó như thế nào? Thử nha. Hay quá, trò vô luôn à. Hãy thiệt. Đó, cái này mình nè. Gạt ra đường đây. À. Big surprise. Liệu điều ước của các bé có thành hiện thực hay không? Hãy đón xem điều ước Giáng sinh rinh quà con thích trên kênh SCTV3 và YouTube My Kingdom bắt đầu từ ngày 12 tháng 12 lúc 8 giờ đến 20 giờ hàng ngày các bé nhé. Các bạn nhớ đăng ký thành viên kênh My Kingdom Channel để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.